Kính thưa quý vị, hôm nay Dũng Taylor có mặt ở một cái nơi mà đối với người Việt tại Bosa không có xa lạ, nhưng mà đây là một cái nơi mà chúng ta ít muốn nhắc tới, nhưng mà nó là một cái lĩnh vực mà chúng ta không né tránh được. Đây là khu vực mà chúng ta hay gọi là funeral, nó gọi là nhà hoàng, nhưng mà thực sự cái chính thức của nó đây là cái nghĩa trang Westminster Memorial. Nó là một cái công ty lớn, nhưng mà trong công ty này nó bao gồm hai cái nhà hoàng. Một cái nhà hoàng là Peak Family, là mọi người hay nhắc tới, mọi người cứ nhầm tưởng là nó là nghĩa trang. Nhưng mà cái Peak Family mà chúng ta hay đến thăm viếng bạn bè người đã mất quá cố, đó là nó chỉ là một cái nhà hoàng thôi. Và ở đây nó có một cái nhà hoàng thứ hai nữa là Memorial Funeral, là bên tay phải. Và cái Westminster Memorial Funeral nó sẽ là tổng cộng là nó là một cái công ty, có nghĩa là ở dưới nó có hai cái nhà hoàng và một cái nghĩa trang của một công ty Dignity mà chúng ta nghe. Thì quan trọng là hôm nay Dũng có mặt để làm cái gì. Thì Dũng có mặt để cho quý vị biết về thông tin liên quan tới vấn đề hậu sự, mà nó không phải là chỉ đơn giản là mai táng, an táng, hỏa táng, mà là sau khi chúng ta hỏa táng rồi thì chúng ta có những cái lựa chọn gì. Có nhiều người thì đi rải ở ngoài biển, ngoài sông, trên núi, hay là trồng cây, hay là có nhiều người thì để trong chùa, hay là đem về nhà, vân vân. Còn có một cái lựa chọn nữa là chúng ta mua một cái kim tỉnh để mà để người thân của mình. Cái kim tỉnh nó có thể là trên mặt đất hoặc có thể là dưới mặt đất. Thì cái đó là lựa chọn của chúng ta. Thì hôm nay Dũng trở lại đây để tìm hiểu về những cái thông tin này với một người chuyên gia ở đây, tên là Việt. Thì anh ấy sẽ hỗ trợ mình đi một vòng để cho quý vị nắm bắt hết thông tin, để sau này quý vị có cần thì liên lạc với lại Việt nha. Kính thưa quý vị, đây là nhân viên của bên công ty Westminster Memorial Park. Anh ấy là Việt. Em chào khán thính giả và cho mọi người biết số điện thoại của em luôn. Dạ, em chào anh Dũng và em xin chào quý khán thính giả của channel của anh Dũng ạ. Dũng Taylor TV. Dạ, anh Dũng Taylor TV. Rồi. Dạ, em là Việt Trịnh, là nhân viên tại West Memorial Park. Số điện thoại của em là 657-259-8008. Em làm việc ở đây lâu chưa? Dạ, được khoảng 2 năm. 2 năm rồi. Và em lo hết cho tất cả hay chỉ có người Việt mình thôi? Dạ, đúng ra là mình sẽ lo hết tất cả. Nhưng mà em thì em tập trung vô trong cộng đồng của người Việt mình là chủ yếu. Và công việc hiện tại của em là bao gồm những gì trước hậu sự hay là sao? Cho người sống hay là người đã chết? Cái của em là tập trung chủ yếu cho người còn sống. Có nghĩa là pre-planning, có nghĩa nó gọi là lo trước hậu sự á. Lo hậu sự trước. Và em hiện giờ ở đây là em lo vấn đề mà mai táng, an táng, dạ, quả táng. Dạ, em sẽ lo từ A tới Z tất cả luôn, nhưng mà dành cho những người gọi là còn sống, lo trước hậu sự thôi. Rồi. Từ đất nè, rồi xong rồi các dịch vụ nè, rồi xong rồi nhà hoàng đó mình mua trước. Rồi kim tỉnh, như hôm nay thì anh sẽ nói chuyện với em về cái kim tỉnh. Dạ, vâng. Là cái nơi mà mình để cho cốt. Sau này khi mình mất rồi đấy, dạ, mình thiêu rồi, mình không có thể, mình không muốn để trong chùa, nhà thờ, dạ, hay là mình đi rải đi thì mình đem tới đây, một là mình chôn, dạ, dưới đất, hai là mình để trên mặt, dạ, trên mặt đất thì, dạ, là đó rồi. Là người ta gọi, người Việt mình gọi là cái kim tỉnh, dạ. Thì hôm nay anh đến là anh để nói chuyện với em về cái vấn đề này. Dạ vâng, dạ được, vâng. Rồi số điện thoại của Việt lần nữa lặp lại cho khán giả nào đang, dạ, xem. Số điện thoại của em là 657-259-8008. Rồi nhé, bây giờ nhờ Việt dẫn cho anh một vòng nhé. Dạ vâng, dạ và vâng. Mọi người cùng tham khảo. Dạ vâng, dạ xin mời. Bây giờ thì chúng ta nhờ Việt đảo một vòng cho mình thấy nhé. Dạ. Rồi Việt cứ, dạ, tự nhiên đi. Dạ vâng. Thì mình đang vào nghĩa trang Westminster Memorial Park từ cái đường beach. Mấy cái mà dạ, nổi như này là gì em, ở bên tay trái mình thấy? Ở bên tay trái mình đang nhìn thấy là vườn dành cho những trẻ em á. À. Dạ, ở đây khu đấy là trẻ em, còn, dạ, vâng, những cái, còn những cái mà nổi ở trên á là người ta chôn, mà là chôn nổi là chôn nguyên một cái body luôn, có nghĩa là họ mình để nguyên cái quan tài vô, dạ, trong đấy đúng luôn rồi, chính xác. Ồ, có cái dịch vụ đó nữa, dạ, và họ để vĩnh viễn hay là lâu lâu họ lấy ra? Dạ, cái đó là vĩnh viễn à, dạ. Nhưng mà sau này thí dụ họ muốn lấy ra vẫn được đúng không?
Dạ vâng, thì thực ra là cái mình có thể cải táng, mình có thể lấy cái đó ra mình đem thiêu hay là gì đó, cái đó là tùy theo mình hoặc là mình để trọn đời như vậy luôn. Dạ vâng, dạ theo gia đình. Rồi ở bên trái của anh á, em giới thiệu đây là cái khu mà chắc là nổi tiếng nhất trong cộng đồng của mình. Vâng. Nó gọi là sông Rồng Suối Tiên. Rồi. Mà trong công ty em thì gọi khu này gọi là theo tên của trên giấy tờ sổ sách á, nó gọi là Angel Falls. Rồi. Đó, đây là khu sông Rồng Suối Tiên. Lý do là tại vì người Việt Nam nằm ở đây nhiều. Dạ, cái khu này gần như là người Việt Nam. Của Việt Nam không? Dạ đúng. Tại vì nó có một, thứ nhất là nó có cái bản đồ, cái hồ, cái khu nước á, người ta xây theo cái hình dáng của bản đồ nước Việt Nam là khu này. Ừ. Đó thì nó có con rồng, nó có hình của Phật Như Lai trên đó. Đó. Phật Bà Quan Âm và Phật Như Lai. Dạ đó. Và bên này là chỉ có Phật giáo hay hay là có đủ tôn dạ, giáo trong này hết? Có đủ tôn giáo hết ạ. Vâng. Thì cái khu này á là người ta cho phép chôn chồng, có nghĩa là chôn hai người. Ờ, dạ. Trên dưới á. Trên dưới. Chứ không phải nằm song song nhau, em quẹo trái giùm anh cái được không? Rồi, thì nếu mà anh nhìn ở trên cái bản đồ đó đó, anh sẽ thấy có những cái gọi là những cái học để cho, mà hồi nãy anh dùng từ là kim tỉnh đó, nhưng mà đúng của nó là mình gọi là học để cho, chứ kim tỉnh là một cái nó gọi cái vô, nó chồm ở dưới đất chồm đất luôn. Dạ. Thì những cái đó là những cái học để cho đó, cái học để cho cốt. Dạ. Tiếng Anh gọi là Kinnish. Kinnish, dạ vâng. Đó, nó là như vậy. Rồi. Rồi. Bây giờ anh nhìn qua bên tay phải của anh, tay phải, anh đúng thấy rồi. Một cái nó hơi đặc biệt, đó là cái khu này nó gọi là khu Bell Temple. À. Đó, khu Bell Temple này có một cái đặc điểm mà người Việt rất thích, đó là toàn bộ bắt buộc phải sử dụng là đi đứng. Đi đứng hết. Dạ. Là theo đó. Cái tập tục của mình, còn thường là của Mỹ là họ thích chôn bia xác đất. Dạ đúng rồi, bia xác đất. Đó. Thì khu này đó là bắt buộc đầu tiên là phải đi đứng. Nếu gia đình nào mà muốn á, thì có thể làm thêm một cái ledger giống như hồi nãy anh nhìn thấy đó. Đúng đó rồi. Là bia nằm. Có, nhưng mà đầu tiên là phải có bia đứng nè. Đó. Hình như là đứa em đồng nghiệp Đức Tiến cũng ở trong này phải không? Dạ vâng. Và cũng là bia đứng luôn. Dạ vâng. Và Đức Tiến cũng nằm trong khu này. Nếu mà quý vị vào ai ở xa muốn đến thăm Đức Tiến thì vào cái khu Bell Temple. Bell Temple mà dạ, bên đó. Đây em gọi là Suối Tiên. Bên dạ đối diện á, Bell Temple với lại là bên tay phải. Suối Tiên thì đối diện nhau. Rồi. Rồi. Em sẽ giới thiệu tiếp là ngay sát liền kề với lại anh thấy không? Rồi. Khu này là nó chỉ cách nhau có một cái con đường. Đường nhỏ con thôi. Đường nhỏ này thôi, chúng ta thấy con đường đi này đấy. Dạ, đó. Thì cái khu này á là nó gọi là khu Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế. Thì ban đầu chắc có lẽ là mọi người dự tính sẽ làm cho người Công giáo, nhưng nào, mà công giáo thôi. Anh vào anh sẽ thấy là tất cả các đạo giáo trong đây hết, tại vì thật sự là cái khu vườn này rất là đẹp. Rồi là không dạ. Lúc đầu là lúc mới thành lập là dĩ nhiên là để cho Công giáo mục tiêu, dạ, nhưng mà bây giờ trong này thì có đầy đủ tôn giáo hết. Dạ, vâng. Là bên cái khu Chúa Cứu Thế. Dạ vâng. Đấy. Dạ. Và tại vì em nói là đây là mảnh đất đẹp nhất ở trong khu này. Vậy dạ, thì đúng. Giá cả nó có khác những khu, dạ, chỗ khác không ạ? Cả ba cái khu em vừa mới giới thiệu á, vâng, là có một giá hiện ngay thời điểm hiện tại là 41.495 đồng. Cho mảnh một miếng đất để cho mình chôn. Dạ. Và trong đấy thì 40 mấy ngàn là nó có dịch vụ gì trong đấy họ lo? Nó chỉ là một miếng đất và có kim tỉnh thôi. Còn cái hồn, cái quan tài là mình phải lo. Quan tài là nó thuộc về cái dịch vụ bên nhà hoàng. Bên nhà hoàng. Bên nhà hoàng. Còn ở đây là một miếng đất thôi đó, còn có tiền mộ bia chưa? Dạ chưa đó. Có 40 mấy ngàn là chưa có tiền mộ bia. Dạ đúng là đúng. Cái mộ bia vô nữa thì chắc cũng khoảng 50. Dạ cái bia thì nó sẽ tùy, nếu như mà bia nằm bình thường mà cái gọi là cái size tiêu chuẩn á, thì nó đâu đó có khoảng 3.000 thôi. Còn cái bia đứng giống như người Việt Nam mình chuộng á, hiện nay là khoảng 11.000. Thì 40 mấy ngàn, 11.000 là tính ra khoảng 55.000 rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Là chúng ta cũng thấy một cái, em chậm lên nhưng mà chúng ta cũng thấy một cái dịch vụ mai táng ở bên này mà đầy đủ hết thì chúng ta cũng thấy là rất là tốn kém. Đây là chúng ta chỉ nói là 55.000 là miếng đất, kim tỉnh và cái mộ bia đứng. Dạ đúng rồi. Chưa nói cái vấn đề bên công nhà hoàng nữa. Chưa nữa, ở bên nghĩa trang nó còn thêm cái công chôn nữa. Ồ, chôn dạ, riêng nữa à. Chôn có nghĩa là cứ một, tại vì ví dụ như đây là đất gọi là chôn được hai người đi. Vâng. Thì cứ một người mà gọi là đào lên. Rồi. Lắp đất xuống á. Vâng. Thì là hiện nay giá nó là 2.300. Rồi. Rồi chưa kể là ví dụ như trên cái mộ bia thì nó có thêm cái hình. Nếu mà mình muốn nữa thì mình có thể làm cái hình. Thì giá cái hình nó đâu đó là khoảng 700-800 cho đến 1.500-1.600 gì đó. Rồi. Thì nói chung là có rất nhiều giá, rất nhiều dịch vụ lựa chọn.
Có nghĩa là cái tiền 40 mấy ngàn là tiền đất và cái kim tỉnh thôi, còn tiền chôn là khác nữa. Dạ đúng rồi. Công của người chôn là em nói là khoảng chừng 2,300. Rồi tấm hình cũng 700-800 đô nữa trên cái mộ bia. Dạ đúng rồi. Tiền mộ bia khác, tiền khắc hình và tên lên là khác nữa. Đúng rồi. Rồi xong rồi còn cái bia đá nữa. Ừ. Dạ. Nói chung là ở cái khu vực này á, thì đâu đó là có khoảng hơn 50 ngàn. Rồi. 50 ngàn là mới coi như là đầy đủ cho, chỉ cho cái dịch vụ về nghĩa trang thôi. Rồi. Rồi. Chưa tính vấn đề cái đám tang, cái nhà hoàng. Cái đám tang, cái nhà hoàng là một đó, là riêng nữa, thì cái đó nó hoàn toàn có thể. Khi một người mất á, mà người ta đến lấy xác á, là cái tiền đã bắt đầu từ đó là dịch vụ của nhà hoàng. Dạ chính xác. Và nhà hoàng họ embalm, họ ướp xác nào này kia là dịch vụ của nhà hoàng. Dạ đúng. Thường thường như vậy là khoảng bao nhiêu tiền em? Cái gói, cái package hiện tại á, nó phụ thuộc vô là mình có muốn là có thăm viếng hay là không thăm viếng. Rồi. Thì nếu như mà Việt Nam là sẽ thăm viếng rồi, ăn thua là bao lâu thôi, đúng không? Thăm viếng 3 tiếng hay là thăm viếng coi như là 1 ngày rưỡi, ví dụ vậy. Vâng. Thì cái giá của nó, ví dụ em nói ví dụ thăm viếng 3 tiếng thì là bây giờ khoảng 7,600. Rồi. Còn thăm viếng mà 1 ngày rưỡi á, thì giá của nó là đâu đó là khoảng 9,600. Thì khoảng 10 ngàn. Nếu là 1 ngày rưỡi, thường thường anh thấy cái cáo phó thì người Việt Nam mình hay chia ra 1 ngày rưỡi. Chính xác, dạ đúng. Thì tại vì đôi khi bận, người ta bận đi làm đó, mình cho 3 tiếng không đủ, thì anh thấy là trung bình là cái cáo phó là chúng ta thấy như đây là thăm viếng ngày rưỡi thì theo Việt nói là khoảng 10 ngàn. Dạ đúng. Và cái 10 ngàn đó là có tiền lấy xác rồi đó. Dạ có được đầy đủ rồi đó. Họ mình mất ở nhà thương hay mình mất ở nhà hay đâu, họ đến họ lấy xác, họ ướp xác mình và họ giữ bao nhiêu lâu ở trong nhà xác? Cái đó thì sẽ phụ thuộc vô gia đình với là nhà hoàng, mình sẽ thống nhất với nhau là cái ngày mà mình muốn thăm viếng. Rồi. Dạ. Đó, và nó phụ thuộc vô nhiều yếu tố lắm. Em nói ví dụ như cái đợt mà dịch á thì nhiều khi đến cả vài tuần vài tháng rồi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà khi mà để càng lâu vậy mình có càng tốn tiền không, hay là tại vì bên nhà hoàng họ nói là vì chưa có ngày, chúng tôi chưa có ngày cho nên chúng tôi giữ, còn nếu mà bên nhà hoàng họ có ngày mà mình gì kỵ ngày hay coi ngày vậy đó, người Việt mình nhất là đạo đạo Phật thì họ hay có cái đấy, thì họ có tính thêm tiền hiểu. Không? Dạ thì theo em biết á, là nói chung là mình giữ ở một cái mức độ gọi là nó hợp lý thôi. Được. Ví dụ như là mình nói là mình cần giữ 2 tuần 3 tuần hay là 1 tháng đi, vì ví dụ như là thứ nhất ngày, thứ hai là người thân từ nơi xa hay Việt Nam qua, ví dụ vậy. Thì khi mà ở trong một cái mức hợp lý thì mình không có bị mất thêm. Rồi, có nghĩa là cho tới 2-3 tuần, 4 tuần thì hợp lý, thì nhà hoàng uyển chuyển cho mình. Em đã từng thấy là có những người khách của em là họ mất xong rồi khoảng 3 tuần sau họ mới làm, thì họ không sao. Là họ không có còn nếu mình giữ lâu hơn nữa, mà anh không nghĩ người Việt lại muốn giữ lâu hơn nữa. Dạ. Ngoài trừ cái thời lúc em nói trong thời Covid, dạ, đúng là rồi. Nhiều người là lúc đấy là không phải vì người ta muốn giữ, nhưng mà tại vì số lượng người mất nhiều quá. Dạ đúng. Thì trung bình cái đó là em Việt nói là khoảng 10 ngàn, quý vị cũng thấy rồi đấy. Là cái tiền thăm viếng nhà hoàng nè, họ lấy xác nè, họ ướp xác, họ giữ xác của người thân mình bên nhà xác. Hình như Pick là có luôn cái nhà xác ở đấy phải không anh? Dạ, nhớ vâng, đúng dạ, không vâng. Họ làm tất cả ở đó, đấy hết, hết. Dạ. Cho nên thành ra là quý vị cũng thấy nãy giờ tiền hậu sự là chúng ta lên khấm khá là khoảng 70 ngàn rồi đó. Dạ đúng rồi đấy. 70 ngàn rồi. Thứ nhất là cho em nói thêm một cái là những cái giá mà em nói ra đó là giá chuẩn của công ty. Ừ. Ở đây nó có policy là một giá duy nhất thôi. Rồi. Tuy nhiên là tại mọi thời điểm nó sẽ có một cái giống như là discount hoặc là một cái chương trình giảm giá. Ồ, chết mà cũng có discount. Thì tại vì cái khác biệt của cái chuyện mà mình mua khi còn sống với lại mất rồi mới mua đó là nằm ở em, chỗ đó. Em giải thích giùm cho mọi người luôn. Thì em nói ha, ví dụ như á, mình đi em là chuyên lo về lo trước hậu sự, có nghĩa là lo hậu sự cho người còn sống đi. Vâng. Thì cái thời điểm hiện tại nè, cái ít nhất của mình sẽ được giảm là khoảng 10%. Vâng. Đó, có nghĩa là tất cả những cái giá mà em thông báo là sẽ được giảm 10%. Rồi, dạ. Là cho người đang sống mà đi lo hậu sự. Dạ, đúng, còn nếu mình đã mất rồi thì mình đi lo thì lúc đấy mình không được giảm cái giá đấy nữa. Dạ, vâng. Đó. Ủa sao kỳ vậy? Đáng lẽ là người chết rồi mình phải họ có nhu cầu mình phải discount chứ con người. Nhưng mà ngược lại là policy là nói là họ lo trước thì họ được discount. Còn khi nào mà chúng ta có nhu cầu rồi đó, chúng ta không proactive á, thì bắt đầu họ sẽ tính mình cái giá full price. Đúng không? Rất là đúng. Rồi. Thậm chí là nếu như mà gia đình ví dụ như có người đang gọi là đang hấp hối đi, hoặc là đang chuẩn bị, bác sĩ nói là thôi chuẩn bị lo hậu sự đi á,
chỉ cần còn còn hơi thở thì là mình còn được có thể áp dụng cái 10%. Dạ. Rồi. Đó kiểu vậy. Còn nếu mà bây giờ mình còn cái đường khác nữa hay không, hay chỉ có cái cách đó thôi, là phải còn bác sĩ còn chưa có tuyên bố là người đã qua đời thì mình còn được giảm 10%, còn có cách nào nữa không, hay là chỉ cái cách đó thôi? Rồi. Coi như là chỉ còn nó chỉ phân biệt là còn sống và đã mất thôi. Đã mất rồi. Rồi. Dạ. Bây giờ mình đi tiếp, cái khu này là đầy đủ rồi đó, chúng ta cũng thấy là cảm ơn em, tại vì anh thấy nguyên cái khu này mộ bia đứng thì anh cũng có hiếu kỳ. Dạ. Chúng ta thấy nguyên cái khu này nằm ở dưới hàng cây điệp và cây hoa phượng rất là đẹp. Nghĩa trang của người Việt Nam mình thì nó sẽ có những cái hình ảnh, những cái truyền thống. Anh thấy là hai bên đường này cũng trồng toàn là qua này là cây hoa phượng phải không em? Dạ, phượng tím thì nó sẽ rực lên hết vào vào tháng 4, tháng 5 thì nó sẽ rực lên hết. Nó sẽ đẹp hơn. Thì có nguyên một cái khu là nghĩa trang mộ bia đứng như thế này, tại vì người Việt Nam thì thích cái này, cái dạng nghĩa trang đứng. Người Mỹ thì họ chôn, chúng ta đi ngang nghĩa trang Mỹ, chúng ta ít có nếu mà chúng ta không sống đây hoặc chúng ta không để ý thì không biết nó là một cái nghĩa trang. Giống như là một cái công viên. Thì tại vì mộ bia nó nằm sát dưới đất và chúng ta chỉ thấy những cái loại lãng hoa nó hiện lên trên như thế này thôi. Đấy, đây là khu Suối Tiên. Anh vừa mới nói một cái ý em thấy rất là vui nha, là trời ơi, nói trong nghĩa trang mà nó nói vui cái chuyện. Không, cái ý này rất là hay. Là cái khu mà... ở đây thấy một cái mộ bia của người Việt mà có ly cà phê, chắc là người thân mang tới. Tại vì cái nghĩa trang này gần cái khu Phước Lộc Thọ Bô Sa của mình. Một trong những cái điều mà người Việt chuộng cái nơi đây là rất gần, nó nằm ở trên đường Beach và đường Bô Sa, ngay cái góc đường này luôn. Thì người Việt của mình nôm na cứ gọi là Peak Family, Peak Funeral. Nhưng mà thật sự nó là nghĩa trang Westminster Memorial. Cái Peak Funeral nó là một cái nhà hoàng ở trong cái công ty đấy, nằm ở trong cái khu công viên nghĩa trang của Westminster Memorial. Và trong cái Westminster Memorial này nó còn một cái nhà hoàng nữa ở bên phía của nó gọi là Memorial Park, là bên phía bên kia. Dạ, đúng beach. Không? Dạ, đường beach. Thì nhiều khi chúng ta thấy cái cáo phó mà họ để, có nghĩa là nó nằm một cái địa điểm nhưng mà nó chia ra khu vực thôi nhá, để cho chúng ta nắm. Nhưng mà Việt Nam mình thì cái gì tiện dễ nhớ là chúng ta gọi thôi. Thì ở đây chúng ta cũng thấy như cái mộ bia ngay vừa trước là có một cái ly cà phê sữa đá đang để đấy, chắc là người thân đến đây mời gia đình, bố mẹ hay gì ai đó thích cà phê mang tới. Rồi em đang nói là những chỉ có những người trong nghề họ mới dùng cái từ là có chuyện này vui lắm ở trong nghĩa trang mà vui lắm. Sao em chia sẻ đi. Không, thực ra gì như vậy. Hồi nãy anh nói là cái khu nghĩa trang của người Mỹ trắng á, thì họ giống như là chỉ có giống như là một cái công viên đúng không anh? Ừ. Thì đó cũng là một cái đặc điểm để mình nhận diện. Anh nói ví dụ như bên đây đi, bên tay trái này nó như thật sự như là một cái công viên ha. Cỏ phẳng nhìn vô tưởng đất là đang trống nhưng mà thật sự là đã có chủ nằm đây lâu năm rồi. Nhưng mà đối với cái nghĩa trang của người Việt mình đó, cái vui ở đây đó, em muốn nói đó chính là sự ấm áp của người thân người ta dành cho người đã mất. Không bao giờ mà anh không nhìn thấy hoa. Anh có thể đi quanh năm coi như là không bao giờ lúc nào cũng có hoa lúc hết, lúc nào cũng có hoa, cũng có nhang rất là ấm áp. Thì anh nhìn vô anh sẽ biết được là khu này của người Việt. Dù là em nhích lên chút xíu để anh nhìn thấy quang cảnh, dù là mộ bia nằm ở dưới sát đất nhưng mà chúng ta vẫn thấy hoa ấm áp. Cái kiểu của Việt nói là người Việt của mình rất là ấm áp, rất tình cảm đối với người đã mất, thì họ thường tới để họ để hoa và họ cắm hương và họ đem những cái thức ăn đồ uống mà gia đình mình lúc mà sinh thời thích họ để đấy. Còn bên chỉ có bên tay phải này nha. Rồi chúng ta đi qua phía tay trái như là Việt vừa nói thì chúng ta thấy là bên này của Mỹ nằm, không biết Mỹ da màu da gì, miễn là Mỹ thì chúng ta cũng thấy nó yên tĩnh, yên phăng phắc. Thì mấy người này có thể là mấy người này lúc sinh thời không có thích ăn uống gì cả cho nên lúc mất rồi chúng ta cũng không thấy hoa, không thấy đồ ăn nước uống gì. Thì đây là cái văn hóa thôi, mình không nói đúng hay sai, nhưng mà cái tập tục và cái văn hóa thì khi mà mình là người Á Châu mình mất thì mình cũng thấy là hy vọng là con cháu mình sau này nó sống ở Mỹ nhưng mà nó giữ được cái văn hóa. Tại vì đa số những người nằm đây chắc là bố mẹ lớn rồi thì con cháu vẫn còn giữ được cái truyền thống. Thì hy vọng là nếu mà con cháu mình sinh ở Mỹ nó giữ được cái văn hóa này. Còn sau này thì chúng ta cũng thấy có nhiều người bắt đầu di cư từ Việt Nam qua. Thì dĩ nhiên là mình sống ở bên này Mỹ nhưng mà mình vẫn đem cái văn hóa quê hương mình theo là dĩ nhiên.
anh quan tâm nhất là anh sợ nhất là những đứa trẻ nó sinh ở đây thì nó lại mất đi cái phần này, cho nên thành ra là hãy cố gắng khi mà con em chúng ta đến thăm ông bà này kia nên dẫn nó theo để cho nó thấy đây là cái truyền thống, cái tập tục, và liên lạc với việc để lo cái hậu sự, để sau khi mình mất mình không là gánh nặng của con cháu mình. Nó chỉ cần cái chỗ nó đến, nó biết mình nằm ở đâu, nó thăm viếng mình thôi. Như là ngày lễ Mother's Day, Father's Day, hay là tới ngày sinh nhật Tết của mình, hay là Tết, hay là luôn cả vấn đề mà mình nói là mấy cái ngày như là Valentine, họ cũng tới. Cho nên thành ra là đó là một trong những cái điều mà Dũng có thể chia sẻ, là cố gắng là dù cho biết con em mình sinh ở Mỹ này nhưng mà nó không thích, nhưng mà khi mình đi thăm ông bà, bố mẹ, cố gắng dẫn con cháu theo cho nó thấy, và cũng nói cho biết cái nguyện vọng là khi mình nằm xuống mình muốn ở đâu, và sau này các con có thời gian cứ đến thăm thôi, chứ không phải là gánh nặng, đừng gây áp lực với con cháu mình nhiều. Rồi, mình còn khu nào nữa, bây giờ mình đi nhé, đi tiếp nha. Thì anh thấy người ta trang hoàng ở cái ngôi mộ của người thân người ta y như ở nhà luôn. Có em hoa, nói là trong dịp Tết á, là những cái mộ ở đây mà của người Việt mình á là được trang trí như là Tết ở nhà vậy đó. Dạ, Christmas cũng vậy, nói chung là đem nhiều người đem cây thông, đem đèn này nọ trang trí luôn. Còn ở bên khu người đó, Mỹ thì vẫn im lìm. Im lìm, đây đúng là cái câu ngàn thu yên giấc á, là người Mỹ là đúng là ngàn thu yên giấc, họ nằm xuống là yên tĩnh lắm. Còn bên người Việt thì vẫn gần sơm tụ, Tết mùa nào vẫn có được cái không khí đấy. Đó. Rồi thì hôm nay tiếp tục thì em sẽ dẫn anh qua để cho anh tham quan cái khu gọi là khu đầu tiên của người Việt mình. Nó nằm ở trên đường Bonsa. Khi mà mình đi trên đường Bonsa mà khúc từ cái đoạn đường Bích đến đường Hoover á, mình sẽ nhìn vô mình sẽ thấy là cái khu đầu tiên của người Việt mình khi ở đây có mình đem an táng người Việt mình là nằm cái khu này đầu tiên. Là quý vị chạy đường Bonsa mà khi tới Beach là nó bắt đầu ở bên tay phải, quý vị sẽ thấy, và nó chạy dài tới đường Hoover. Là cái đấy thì anh vẫn thấy hình như có hình của thuyền nhân ở đấy, anh có chính xác đó, của chiếc thuyền ở đấy. Thì là một cái dấu hiệu đây là cái khu đầu tiên, mảnh đất đầu tiên của người Việt mình ở đây, thì Việt đang đưa vào cái khu này. Cái khu này nó, trên hệ thống của công ty em nó gọi là Peaceful Eternity. Đó thì hình như có ngàn thu yên giấc đó. Đấy. Có người đó dịch hình như là làng làng an nghỉ an bình vĩnh cửu gì vĩnh cửu. Em không có nhớ chính xác, đúng rồi, nhưng mà đã từng có người đồng nghiệp hồi xưa người ta dịch cái khu này là như vậy để họ cho người Việt mình dễ nhớ. Đây đó, mình bắt đầu vào đây. Ồ lớn á. Dạ thì nó sẽ có hai cái mà bên này cũng có ngụ bia đứng nè em. Dạ đúng, người ta nói tới đây. Thứ nhất á là cái khu Tổ quốc ghi công của những cái cựu quân nhân của mình ha, của Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa là phía bên tay trái. Dạ đúng rồi, là đó, sát với lại đường đường Bosa luôn. Dạ đúng rồi, là nếu mà chạy từ Bosa đổ lên dài là nhìn thấy là khu đấy là của quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa. Dạ vâng. Rồi cái thứ hai là cái mà anh vừa mới nhắc tới là có cái bức tượng thuyền nhân mà nổi tiếng đó. Rồi là nằm ở ngay góc đường Hoover với lại Bosa đấy. Thì thường thường Dũng chạy ngang thì Dũng thấy, nhưng mà mình đây là những cái khu mà thật sự mình không có nhu cầu thì không nên ghé vào. Chỉ có như Việt thì nó nói vui lắm. Đây cái bên kia. Rồi. Để chúng ta nghe tiếng Việt, người Việt của mình sinh hoạt là cái khu này. Mình có thể bước xuống không em? Dạ được rồi. Em quay một chút ở đây. Dạ, đây em sẽ tắt xe vào đây. Tại vì nhiều người Việt ở xa lắm, họ nghe nhưng mà họ chưa bao giờ thấy nha. Giờ mình bước xuống nha. Rồi em cứ nói, anh cứ đi theo em, gì mà em thấy những cái thông tin gì mà người Việt mình cần em cứ nói. Rồi anh chuyển tải lại. Khu này là đất hết chưa? Những cái khu này còn không? Thí dụ bây giờ có người muốn vào thì còn được không? Những cái khu mà thuyền nhân á, hiện giờ trên hệ thống là không còn miếng đất nào trống rồi đó. Rồi. Có nghĩa là nhìn thấy đất trống nhưng mà đã có người mua rồi. Dạ, chính xác. Cho nên bây giờ quý vị muốn cái khu mặt tiền, hai mặt tiền luôn. Cái đường song song này ở đây là đường Hoover và cái đường bên kia là đường Beach, đường Bosa chứ, là không còn nữa. Mà đất này hồi xưa mảnh đất này có lúc người Việt đầu tiên nằm là năm mấy em có? Dạ em chưa có. Chỉ biết là lâu rồi. Tại vì 75 là đã có người Việt tới đây rồi, đúng chưa? Tại vì cái thời điểm đó thì có thể là họ sẽ người Việt nó sẽ an nghỉ ở cái khu mà của người Mỹ anh. Rồi sau đó mới có cái khu riêng này. Đúng rồi. Thì thực ra cũng
rải rác, cũng có rất nhiều ngôi mộ người Việt mình ở những cái khu người Mỹ. Ồ, vì tại vì lúc đó chưa có cái khu riêng này. Vậy thì cái khu này phải có là chắc từ thời 80 trở lên. Tại vì thí dụ 75 này kia những người Việt mình mới tới thì chưa có khu thì mình mất thì phải... khoảng hai mươi mấy năm trước, hai mấy 30 năm. Dạ, yeah. Rồi. Thì đi theo việc là nhân viên ở đây thì chúng ta thấy nguyên cái khu này là mộ bia đứng rất là nhiều. Và khu này thì việc nói là dành cho người Việt của mình. Ở phía dưới kia là của những người cụ chiến... biết là tất cả là trong những cái bia đá là thôi, cứ đợt một đợt hai thì con không biết. Dạ. Nhưng mà mình hình như mình tìm theo họ đó, đó là ví dụ như chữ nè cũ nè chữ B nè mình là họ gì thì mình tìm. Dạ. Nên thưa quý vị, Dũng ở đây lần đầu tiên mình cũng vô cái khu này và hôm nay cũng nhờ việc mới biết là có những cái bức tượng đá như thế này có ghi tên những người thuyền nhân ở trên này. Đây là cái khu mà chúng ta đi ngang sẽ thấy có chiếc tàu là của người thuyền nhân và có những người thân nhân họ đi vào đây hoặc bạn bè họ đi kiếm tên của những người thân của họ. Thì cũng lần đầu tiên mình mới biết là ở dưới đây có những cái tượng đá như thế này đây, và thậm chí ở dưới cái hồ xây cái hình giống như chiếc thuyền đây thì cũng có tên của những người thuyền nhân. Người thuyền nhân người Mỹ lúc đấy họ gọi nôm na, nó nghe cái từ nó không hay lắm, nó gọi tất cả những người tị nạn là người boat people, hay là sau này người Mỹ nó có cái câu nó gọi là FOB. FOB là fast off boat, là chân nước chân ráo từ dưới nước mới bước lên. Thì đây là một cái hình ảnh của một cái thời khắc kia là hơi đau buồn của người Việt, của cộng đồng người Việt. Thì đây là hình ảnh mà lần đầu tiên Dũng cũng bước vào đây. Một cái khu này Dũng chạy xe ngang đây rất nhiều lần nhưng mà không biết thật sự. Hôm nay nhờ việc tại vì mình đi, mình đang có nhu cầu lo cái vấn đề hậu sự cho một người thân của mình, và nhờ việc lúc trước thì chúng ta có một người nổi tiếng ở đây cũng người Việt nhưng mà anh ấy đã về hưu rồi, thì việc là đã nói là làm việc 2 năm ở đây. Quý vị nào có nhu cầu gọi số điện thoại của việc. Dạ vâng. Dạ, số điện thoại của em là 657-259-8008. Lần nữa, nhiều người xem là những dạ, người lớn tuổi đôi khi dạ, các bác cần cái số điện thoại. Dạ, số điện thoại của Việt là 657-259-8008. Đây này nhá, quý vị thấy tên nhá, của công ty Pre-Planned and Advisor, dạ, tư vấn cho vấn đề hậu sự, có nghĩa là lo trước về hậu sự đấy. Dạ. Người ta nói là khi bệnh ốm đau cũng vậy, thuốc mà chúng ta mua trước luôn rẻ hơn là thuốc mà chúng ta mua sau. Dạ. Đấy, cho nên việc là người sẽ lo cho chúng ta, hỗ trợ cho gia đình trong cái vấn đề này. Và đôi khi không cần tới con cháu mình còn sống, mình lo được cái phần này là mình đã lo được cái gánh nặng cho con cháu mình rồi. Dạ. Và cái thứ hai nữa là mình làm được theo đúng cái mong muốn của mình. Dạ. Mình có thể để vào cái di chúc là khi tôi mất tôi muốn như thế nào thế nào. Dạ. Thì con cháu mình chỉ thực hành theo thôi. Dạ. Và mình ở đây thì dù sao cũng có bảo hiểm nhân thọ hay là mình có tiền riêng mình lo được. Dạ. Cái phần này. Dạ. Ở đây thí dụ mua mà có trả góp không em? Dạ, có dịch vụ finance không? Mình sẽ được trả góp 5 năm không lãi suất. 5 năm không lãi suất. Dạ vâng. Là mình mua miếng đất mình có thể trả dứt cái đấy không lãi suất. Dạ. Và sau 5 năm thí dụ họ cần trả 10 năm thì sao? Có dạ, không. Chỉ có 5 năm thôi. 5 năm em thấy là trên hệ thống có dùng như 7 năm, 8 năm vậy, nhưng mà cái đó lúc đó thì sẽ có lãi suất. Rồi, có nghĩa là sau 5 năm thì bắt đầu có lãi suất. Dạ. Rồi, hiện nay thì cái chương trình của nó tốt nhất là 5 năm. Một cái giá của thí dụ miếng đất mà ông và bà chung cạnh nhau thì bao nhiêu so với lại chung chồng? Dạ, thì cái hai miếng đất mà nằm cạnh nhau á, nó cũng sẽ tùy vô cái garden là cái vườn. Em nói ví dụ như cái Bob Bible này đi. Rồi. Khi mà đất nó còn á, thì cái giá gần nhất mà em bán á, là 12.000. Rồi. 12.000 một miếng. Một miếng. Dạ, nhưng mà giống như hồi nãy cái ba cái vườn mà hồi nãy anh em mình đi ngang qua thì nó đến 41.000. Ồ. Dạ. Tại sao cái khu này lại rẻ hơn khu kia? Cái đó em không có em không có thông tin. Rồi. Nhưng mà em biết là có nhiều khu vườn nó khác biệt nhau lắm. Thì thật ra có nhiều người ta cứ nghĩ là cái hậu sự nó rất là mắc. Ừ. Nhưng mà thực tế á, là nếu như mà cho em biết được cái nhu cầu á thì em sẽ tìm ra được cái giải pháp tốt nhất. Ừ. Thậm chí là em nói ví dụ như ở đây đi, nếu như em đang tính cho một người đi chọn gói hết everything đâu đó có khoảng 26.000.
Nhưng mà những người mà họ chọn nằm ở đây là có phải là gia đình họ là thuyền nhân không? Tại sao họ chọn vô khu này? Cái đó thì em không có thông tin, nhưng mà em nghĩ là ví dụ như là thuyền nhân hoặc là những cái người mà có thân nhân đó, họ muốn nằm gần. Dạ, dạ. Thì cái giá ở đây Việt nói là rẻ hơn cái khu ở bên ngoài. Dạ, chính xác. Mà rẻ hơn nhiều luôn á, đúng không? Nó có, em suy đoán thôi, có nhiều lý do lắm. Thứ nhất có thể là cái khu này nó có lâu rồi, và khi mà người ta bán hết thì người ta không lên giá nữa. Còn cái khu ngoài kia thì nó tăng theo inflation hàng năm. Cứ tăng theo. Rồi, có nghĩa là bởi lạm phát của hàng năm thì cái giá bên ngoài nó tăng theo cái lạm phát của hàng năm. Còn khu trong này nó bán theo cái giá hồi xưa. Và họ bán hết rồi họ giữ cái giá đấy. Nhưng mà giờ em nói hết rồi muốn vô cũng đâu có. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Hình mua lại được không? Nhiều khi mua có những người họ bán lại, có nhiều trường hợp họ bán lại không? Dạ có, em thì em có thấy là trên báo này là có nhiều người Việt mình không có nhu cầu nữa thì mình sang lại cho. Họ thay đổi ý định nữa, đúng không? Dạ. Hồi xưa thì họ nghĩ tới vấn đề chôn, sau này họ nghĩ thôi thiêu rồi rải cho cốt đi. Dạ. Giờ đấy rồi cái tiền đó bây giờ chúng tôi dùng để làm cho chuyện khác. Dạ, đúng, cho nên xác. Nếu mà muốn thì mình phải xem trên báo đăng nào này kia hay là trên trang mạng để mà họ sang nhượng đất lại là như thế. Đất Vĩnh Hằng nha. Dạ, đất Vĩnh Hằng. Rồi còn gì trong này nữa không em? Dạ, anh lần đầu tiên anh vào đấy. Anh sống ở Cali là chính thức là năm 2000, anh từ Boston, New York anh về đây. Dạ. Cho nên năm 2000 là anh chính thức trở thành dân Cali. Dạ. Anh sống ở Bắc Cali và 2006 anh xuống đây. Dạ. Và cho tới giờ này tính ra là 24-25 năm rồi. Dạ, vâng. Chạy ngang cái khu này rất nhiều, nghe về cái khu này rất nhiều nhưng lần đầu tiên bước vào đây. Dạ. Như anh nói đó là đây là cái khu mà không phải nhiều người có nhu cầu bước vào. Dạ. Người Mỹ thì họ không quan ngại cái vấn đề họ lo hậu sự. Người Việt Nam rất ngại. Dạ, tại vì họ nghĩ là một cái trù ẻo, dạ, một đúng, cái điểm không có may mắn khi mình nhắc tới. Dạ. Nhưng mà thật sự mình càng sống ở Mỹ mình thấy nó là cái điều rất thực tế. Dạ, đúng. Khi nào cái người mà càng lo hậu sự thì thường thường ít chuyện gì xảy tới. Cái người mà không lo đó là thường thường nó hay xảy ra và nó không rút ra trở tay không kịp. Dạ, đúng rồi. Thì em có thể có một lời khuyên nào với những người đang xem? Dạ. Là về vấn đề hậu sự là luôn lúc nào là lúc tốt nhất, 50-60 hay là lúc mình nhập viện? Thật ra cái lời khuyên của em á là ngay lúc này là lúc tốt nhất. Luôn luôn là nếu mà mình chưa hề lo hậu sự thì ngay lúc này là lúc tốt nhất. Nó có hai cái lý do. Lý do đầu tiên là về mặt tài chính á, thì lúc này cái thời điểm hiện tại là sẽ là thời điểm giá nó rẻ nhất. Tại vì đất hậu sự nó chỉ có tăng, chưa bao giờ nó giảm. Thậm chí là một năm nó tăng vài chục phần trăm hay là 100% là chuyện bình thường. Cho nên là luôn luôn là lúc này là cái thời điểm tốt nhất về mặt tài chính. Cái thứ hai nữa là không còn đất để mà mình mua. Em nói ví dụ như về cái khu này đi, bây giờ mình rất là muốn nằm gần người thân bạn bè đi. Ví dụ như có một số người đi họ mua cho ba mẹ họ, lúc đó họ còn trẻ đi. Sau đó là họ nói thôi bây giờ tôi muốn ở gần người thân. Nhưng mà không còn đất. Đúng không anh? Không thể nào tìm ra được. Cho nên là ngoài cái chuyện mà giá nó tăng ra, thứ hai nữa là không còn cơ hội để mình mua. Thì nguyên cái khu Westminster Memorial Park này hiện tại á, đất nó cũng, cái quỹ đất nó không còn nhiều để mình lựa chọn. Đó thì mình chỉ có thể là hoặc là mình may mắn mình kiếm được cái người mà người ta không cần dùng nữa, người ta sang lại, hoặc là mình phải đi qua cái nghĩa trang khác. Đó. Vậy thì mình ở trong này có gia đình họ mua nguyên cho gia đình nguyên lô không? Dạ, chẳng có. Hạn như là mua miếng đất đó, bao gồm 4 dạ, miếng có. Dạ có. Là họ để bố mẹ tôi rồi sau này vợ chồng tôi này kia giá chót là nằm chung với nhau. Dạ đúng. Thực ra là nếu như có điều kiện, mà em đã từng thấy có nhiều người á, là người ta mua là ví dụ như là 4 lô rồi xong rồi 6 lô. Cái đó là rất là bình thường. Mà mình mua số lượng vậy thì nó có giảm giá không hay dạ, cũng không. Vẫn giống nhau thôi giống. Là nhau. Bạn may mắn bạn lát được khóa được cái giá lúc cái thời đấy. Dạ đúng. Và sau này gia đình bạn nằm chung với nhau chứ không phải dạ, vì số lượng mà giảm. Dạ đúng. Còn nếu mà chôn trên chôn dưới, thí dụ ông nằm dưới hay bà nằm dưới rồi dạ, ông nằm trên thì cái giá nó có khác không? Dạ không. Cái giá nó không phải là giống như là phụ thuộc vô là đất chôn chồng hay là đất chôn riêng lẻ mà nó khác, mà là nó thuộc cái khu vực, cái vườn nó như không thế nào? cùng một khu vực đi, thí dụ anh nói cùng khu vực đấy. Dạ. Nhưng mà giờ mua hai miếng nằm cạnh nhau và dạ, mua hai miếng ông bà nằm trên dưới thì có khác giá hay không? Thông thường là một khu vực là nó chỉ có một loại thôi. Rồi. Ví dụ như khu vực đó là trên dưới hết. Một thì giá. Cái khu trên dưới thì nó bằng nhau hết. Dạ đúng. Và giá. Khu cạnh nhau bằng nhau. Bằng nhau. Vậy thì cái giá nó khác nhau không? Nằm cạnh nhau và trên dưới? Nằm cạnh nhau và trên dưới cái này thật nói chung là rất là khó nói, tại vì như vậy
hồi nãy ba cái khu vực đầu tiên anh em đi xem á là giá đó là 41.500 rồi 41.495 đi. Vâng. Nhưng mà nó có mỗi khu khác là giá nó chỉ có 20.495 thôi. Nó cũng là trên dưới nhưng mà cái giá của nó là có phân nửa thôi. Đó. Rồi bây giờ em nói đến là ví dụ như khu này cái khi mà đất nó còn á là giá là 12.000. Nhưng mà hả mình đi ba bên kia thôi, anh nhìn khu bên kia thôi, khoảng vài trăm bước thôi là giá nó là 25.000. Rồi xong mà bia đứng là nó 35.000. Nó, nói chung là nó giá nó không có một cái chỗ. Người Việt mình thường là chôn cạnh nhau hay là chôn chồng lên? Tại người vì Việt cũng là thường... cái tư dạ. tưởng nữa, họ sợ đè chồng nhau. Dạ, đúng chính xác, người Việt mình thì thường là chôn cạnh nhau chứ không đè chồng. Dạ không, thậm chí là cái khu đất mà 41.000 mà em nói á là cho phép chôn chồng nhưng mà người ta vẫn mua 2 miếng. Có nghĩa là người ta sẽ sử dụng phân nửa thôi. Tại vì anh hỏi vậy tại vì vợ anh nó nói trước rồi là anh mà chết là nó đè lên, nó không cho anh thoát. Dạ. Nó sợ là nằm kế bên hông thì còn chờ ngủ rồi rút dạ. tay rồi đi. Dạ. Thì anh lúc trước có hỏi bà thì bà nói là anh tưởng dễ thoát à. Anh mà đi trước là em cho anh nằm xuống dưới, em đè lên trên, cho nên bà tính ghê lắm bà này. Dạ. Bà Hải Phòng này bà tính toán xa lắm, thành ra là anh đã biết là mồ yên mã đẹp rồi. Xong bà nói với anh là nếu em tính toán vậy anh mà khiếu nại là không chôn anh luôn. Có nghĩa là dục ra luôn đấy. Cho nên thành ra anh mới hỏi em vậy. Nhưng anh biết cái văn hóa, cái tập tục của người Việt Nam mình là thích chôn cạnh chứ dạ, không đúng. Thích đè chồng nhau. Dạ đúng rồi. Người Mỹ thì sao? Người Mỹ thì... Họ không màng. Không. Họ tiết kiệm. Những cái khu mà em thấy là đa số là chôn một người nha. Ừ. Dạ. Ở trong này cái tỷ lệ mà chôn chồng và chôn cạnh đó, em có nắm con số đó không? Dạ, bao nhiêu chôn thống kê nó quá nhiều luôn. Dạ. Rồi. Rồi, dạ, bây giờ mình bước tới chỗ nào nữa mình em dạ, cần dạ. cho anh biết thêm. Dạ, cái khu này là cái một trong những cái điểm nhấn ở đây rồi. Còn cái con đường này nếu mình đi thẳng tới mình sẽ thấy cái khu của Tổ quốc ghi công. Rồi. Thì Dũng đứng từ đầu này, Dũng có thể quay xuống chúng ta thấy có hai hàng cây dừa đổ dài xuống rất là yên tĩnh. Phía mặt sát ở bên mặt đường thì chúng ta thấy hầu như là mụ bia nằm không. Và bắt đầu chúng ta thấy vừa bước qua cái walkway này, cái khu này thì chúng ta thấy ở bên này là mụ bia đứng. Và thậm chí có cái kiểu xây mà giống như những cái ngôi mộ của người Việt Nam mình. Xây nguyên cái hình của cái mộ luôn và mộ bia, không phải chỉ có cái mộ bia không mà nguyên cái hình giống như cái kim tỉnh nổi lên mặt đất luôn, đúng không? Thì đây là chúng ta nhìn ngay là chúng ta biết cái người Việt Nam mình, cái văn hóa người Việt Nam mình. Còn nhiều khu được xây như thế này không em? Dạ không, cái này là tùy từng khu nó quy định thôi. Ở đây em nghĩ cái bia đứng này nó có đâu đó khoảng 3-4 khu rồi. Rồi. Dạ. Nhưng mà mình mới nãy mình thấy cái khu mới đại đầu vào bia đứng nhưng mà cái mộ cũng không có xây được cái kim dạ, tỉnh được, nổi được, như thế này phép, mình được luôn hả? Dạ hồi nãy em có nói với anh là khu đó là đầu tiên phải xây bia đứng trước rồi sau đó là cái bắt đầu mình được đổ như dạ, thế này rồi thế này. Có nghĩa là nhưng mà một miếng này là mắc hơn nữa cái mộ bia không mà mới nãy em đã nói lên tới 8.000 rồi 12.000 12.000 bia đứng kia 12.000 còn nguyên cái bộ này bây giờ em nghĩ là chắc khoảng 40.000 vậy tiền đất là 40 mấy rồi. Nếu hồi nãy Dũng cho quý vị thấy là khoảng 70 mà nếu mà chôn theo dạng này là lên tới 100 rồi tính dạ. nhẹ nhàng luôn dạ. 100.000 đô là tính ra Việt Nam bây giờ sắp xỉ là 2.5 tỷ 2.6 tỷ dạ. Nhưng mà Việt Nam mình cũng có những ngôi mộ họ xây hoành tráng lắm dạ, đúng. Dạ. Nhưng mà cái đấy thì hiếm thôi dạ, còn ở đây thì mình thấy là nếu được cho phép và có điều kiện họ sẽ làm cái điều này dạ. Và đôi khi tiền này nó đến từ tiền bảo hiểm nhân thọ ông dạ. bà nói là nếu mà tôi có mất thì bao nhiêu dạ. phần trăm cho con cháu, còn cái phần lại là lo dạ, mồ yên mã đẹp dạ. thì là con cháu phải làm theo cái di chúc thôi dạ, cho nên thành ra cái này một là như thế, hai là con cháu có điều kiện dạ, vâng. cũng ông mình có cái tập tục cái suy nghĩ là dạ. khi bố mẹ mình mất mà mình làm mồ mã tươm tất thì mình làm ăn chính xác đúng tốt dạ. cho nên thành ra có những người nhiều khi như vậy thì cũng có những cái câu là khi sống thì chẳng cho ăn đến khi khuất núi rồi bài mâm cúng dạ. rùi là người ta hay nói để nhắc nhở con cháu dạ. là lúc bố mẹ mình còn sống hãy báo hiếu, hãy lo đầy đủ dạ, cho ông bà đi du lịch, ăn uống thay vì lúc ông bà mất rồi bắt đầu xây mộ mã như thế dạ. này. Nhưng mà thường thường là mình hay nói cái chữ ân hận, trong đó là có anh và chị Thu Phương, mẹ anh mất và bố chị Thu Phương mất thì mình là con, lúc mình bố mẹ còn sống mình vẫn làm hết khả năng dạ. mình nghĩ là hết khả dạ. năng tới khi mà bố mẹ mình mất rồi thì mình mới thấy là mình làm chưa đủ dạ, vâng. mình quá bận rộn với công việc rồi này kia cho nên Dũng cũng xin nhắc là luôn luôn hãy làm thật nhiều làm dư cho bố mẹ không bao giờ thiếu hết
Đó, cho nên thành ra đừng nghĩ là tôi làm bao nhiêu đó đủ rồi. Cho nên cứ làm dư đi. Để khi bố mẹ mình mất rồi, mình không bao giờ nói chữ ân hận. Một cái điều mà nói ân hận là cả đời không bao giờ lấy lại được. Thì anh chỉ có thể khuyên như thế, là cứ làm dư cho bố mẹ, không bao giờ mà thiếu cả, hay là nó là đủ cả, cứ làm dư. Còn hơn là mình nói tôi làm vậy đủ rồi, tuần, hai tuần. Nếu bố mẹ ở viện dưỡng lão nó hai tuần tôi tới thăm lần đủ rồi. Dạ không, cứ có thời gian thay vì đi ăn, đi chơi hay ghé đâu, ghé vô thăm bố mẹ. Rồi bây giờ mình còn khu nào nữa không em, để mình ghé ngang không? Những cái điểm nhấn thì nó chỉ có cái khu này thôi. Đặc biệt rồi đấy. Anh nghĩ là mình cũng 40 phút rồi, bây giờ mình ghé là cái khu mà như anh nói là Kim Tỉnh, em nói là cái niche. Là để cho cốt để nổi lên á. Cho cốt thì mình có thể chôn xuống đất. Ở Việt Nam thì thường thường họ sẽ chôn luôn. Còn ở bên này thì chúng ta để nổi lên trên mặt đất, đúng không? Thì em cho biết những cái khu vực đó và giá cả bao nhiêu. Đây là nhà để cho cốt, chúng ta sẽ thấy là đây là từ cái hộc, chúng ta thấy như đây đấy, là ở đây có tổng cộng như là chúng ta thấy 16 cái hộc phải không ạ? 16 cái, ở dưới đây là 4 cái nữa là 20 cái. Thì một cái hộc như vậy là mình để một cái hũ cho cốt của mình vào, một đến hai, một cho tới hai luôn, để hai cũng được à? Dạ cũng được. Thì ở ngoài trước mình sẽ để hình cả hai người. Dạ vâng. Đồ, thì ra là thế. Rồi. Thông thường á, cái giá của nó là ví dụ như cái học này 10.000 đi. Vâng. Em nói ví dụ 10.000 thì cái người thứ hai á thì sẽ trả 50% là 5.000. Ừ. Dạ. Nhưng mà khi mình mua mình có tính, mình có nói trước là cho một hay hai không? Hay là mình không cần? Dạ không cần. Mình sau này nếu mình có nhu cầu. Xin lỗi anh. Khi mà mình mua thì mình nên mua vào cái thời điểm đó. Đúng rồi, nhưng mà mình có nên nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ lúc đầu ông mất trước, mua cho ông, đúng không? Và sau này bà mất thì quyết định là để ông với bà chung, thì lúc đấy mình nói có kịp nữa không, hay là mình phải báo lúc mình mua luôn là tôi mua cái này cho hai người? Theo em thì hình như là mình vẫn có thể báo vào thời điểm đó và mình giống như thanh toán vào cái giá vào cái thời điểm đó. Cái mà em nó không cần là mình không cần nói rõ là cho ai, có nghĩa là mình mua thì mình cứ mua thôi, còn ai là người sử dụng thì đó là cái người quyết định của cái người đứng tên hợp đồng. Đó là cái chuyện. Nhưng mà chẳng hạn ý anh đang nói là thí dụ giờ anh mua cái hộc này, anh nói cho bố anh đi, thì họ sẽ nói là 8.000, đúng không? Thì khi bố anh mất, anh để vào 3 năm, 4 năm sau mẹ anh mất, và anh muốn đem mẹ anh để chung vô đây, thì mình chỉ trả phân nửa cái giá của 8.000 lúc mình mua, hay là nó sẽ tính 50% của cái giá hiện tại? Của cái giá hiện tại có nghĩa là 50% của giá hiện tại. Còn thay vì lúc đầu em mua, em nói luôn là tôi mua cho hai người, thì họ sẽ tính là 8.000 và 4.000 là 50% kia nữa, là họ sẽ tính 12.000 lúc đấy luôn. Thì thí dụ bố mất rồi 3-4 năm sau, hay là 10 năm sau mẹ mất, thì cứ đem mẹ ra để thôi. Còn không thôi mà mình sau này mình đổi ý, mình muốn để hai ông bà chung, thì họ sẽ tính theo cái giá 50% của cái giá hiện tại. Thì cho quý vị nắm bắt những cái thông tin này nha. Nói chung là khi mình quyết định cái gì thì ở đây đều tính cái giá. Có nghĩa là một lần nữa việc giúp cho cộng đồng mình, cho người Việt của mình biết rằng người mua lầm chứ người bán không có lầm. Người bán họ tính toán hết rồi, cho nên họ mới là kinh doanh, đúng không? Đây nó là một cái công ty, tuy là họ làm việc có tâm nhưng mà họ vẫn phải là doanh nghiệp, họ vẫn phải đầu tư. Cho nên thành ra là mình tính không bằng họ đâu. Nhất là khi mà tan gia mình đang bối rối nữa thì đầu óc mình không có tỉnh táo đâu. Và mình làm việc theo cảm tính, cho nên mình lo hậu sự mà lo trước, thì mình có được cái lợi thế đó. Lúc đó mình đang tỉnh táo và mình có thời gian, thì mình tính toán nó sẽ chu đáo hơn. Anh có thể thấy đây là một cái cảnh nó nhìn nó bình thường, nhưng mà ra đây là một cái điểm mà em thấy khá là hay của công ty. Đó là cái việc mà cắt cỏ, tưới cây, chăm sóc, coi như là mãi mãi, không gia đình không có cần phải tốn thêm chi phí gì hết. Là tất cả những cái khu yên nghỉ ở đây là như vậy hết. Là có người maintain, bảo quản bằng cái cỏ được tưới quanh năm và được cắt, cho nên không cần phải tảo mộ như ở Việt Nam là tới ngày thanh minh là đi này này kia. Ở bên này họ lo hết. Là chúng ta yên tâm với vấn đề đó. Gia đình mình sẽ là phải là lau chùi, nhưng mà ví dụ như là những cái quan trọng chung, anh nhìn thấy là cỏ lúc nào cũng được cắt đẹp, cây được chăm sóc, đó là tưới đồ này nọ, là
cái chi phí đó là công ty đã lo. Hiện giờ số lượng đất ở đây bao nhiêu, như mới nãy em có nói là bất động sản, có nghĩa là đất nó chỉ có bao nhiêu thôi, còn con người sanh trưởng và chúng ta càng ngày càng có nhu cầu để được đi an táng. Vậy thì cái số lượng đất trong này còn lại bao nhiêu, nếu một ngày hết đất ở đây rồi nữa thì em dự đoán là khoảng còn bao nhiêu đất trống? Cái em có xem thử thì thực ra cái số lượng đất nó đâu đó cũng còn được vài ngàn đi, vài ngàn đến vài ngàn lô đất đi. Nhưng mà cái mà mình mà để càng lâu á thì mình không có được lựa chọn cái vị trí đẹp. Em nói ví dụ nha, anh nhìn đây anh thấy là cái khu này á, cái dạng mà giống như là bia đứng giống vậy nè, người Việt mình rất là thích. Nhưng mà hiện giờ á, muốn ví dụ như muốn ở cái vườn, những cái vườn khác á, nó không có. Hiện nay gần như á, là nó chỉ còn có khoảng mười mấy 20 miếng thôi là còn available. Rồi. Là ở ngay cái khu bên này. Anh Trúc, em có gì em chạy ngang chỗ Đức Tiến cho em thăm thằng em, chứ anh chưa vào đây nha. Dạ vâng, đó, anh thấy không, đó là cái khu đó đó, là còn trống á, là coi như là gần như là những cái miếng bia đứng cuối cùng đó. Rồi, dạ, thì khu này là ở dưới là để lô đất là hoa bông sen. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, mình vào mình sẽ biết là người nhà mình nằm khu dạ, nào, họ sẽ nói cho mình biết để mình vào mình thăm. Những cái chỗ nào mà mới để hoa đó có nghĩa là họ mới chôn. Dạ đúng. Khoảng chừng mấy tuần phải không em? Dạ. Thường thường lúc mình chôn cho tới lúc có mộ bia là khoảng bao lâu? Cái đó tùy vô cái mộ bia mình đặt loại nào. Anh có người hình như là 6 tháng, 8 tháng, có trời người lâu dữ vậy. Tuần, vài tháng. Họ, có nghĩa là nếu mà nó có stock sẵn thì người ta đem ra thôi. Mình đặt theo khuôn khổ mà ở trong nó có ở trên inventory rồi thì nó khác. Còn mình lặt cái loại đặc biệt thì họ phải làm theo Donny đóng dài thì nó lâu một chút. Rồi. Rồi bây giờ mình tiếp nhé. Cảm ơn Việt rất là nhiều nhé. Hôm nay nhờ em mà anh có được thêm những cái thông tin này và gửi đến cho cộng đồng, cho người Việt khắp nơi. Ai mà dù cho không phải ở tại quận Cam, ở tại khu của người Việt, thì hầu như cái thông tin nó cũng sẽ giống nhau. Chỉ có giá cả và dịch vụ nó khác nhau thôi. Nhưng mà về thông tin, hậu sự thì nó cũng sẽ giống nhau. Cái giá nó chỉ là một phần thôi. Mà nhiều khi em nói lại là cái mức giá cả của mọi miếng đất nó không phải như là chúng ta mua một chiếc xe là giá nó đắt, là chiếc xe này full option đúng. Mà là cái giá của miếng đất nó quyết định bởi không, em không phải là nói về cái giá miếng đất được quyết định bởi cái gì, mà là em muốn nói là từ phía người mua đó. Vâng. Cái giá nó không phải là cái yếu tố chính để mà quyết định. Rồi. Mà thường là ví dụ như là gia đình ví dụ như đã từng an nghỉ ở đó, bạn bè đã từng an nghỉ ở đó, hoặc là cái cảm giác khi mà mình đến và mình cảm thấy là mình thấy thoải mái với cái khu này. Cái đó nó mới là cái quyết định. Cho nên em có rất là nhiều người khách á, thực sự là về kinh tế này nọ họ không có vấn đề gì hết á, nhưng mà họ thích cái khu này. Ví dụ giống như hồi nãy anh em mình nói đi, họ là thiền nhân, họ thích khu thiền nhân chỉ có 12.000, đúng không? Đó. Còn nhưng mà đôi khi thích mà không mua được gì hết rồi. Dạ đúng rồi, cái đó thì hết rồi. Còn có nhiều người là kiểu gì kiểu họ cũng phải ráng họ mua được cho bằng được cái khu 41.500 đó. Là tại vì ba mẹ họ đã từng ở đó. Ở đấy, muốn gần bố mẹ, gần ba mẹ. Cho nên là một cái lời khuyên nữa của em dành cho những người muốn lo trước hậu sự là nên dành thời gian để đến đây. Em sẽ dẫn đi giống như là mình đi xem một vòng. Cái cảm giác của mình á, thích cái khu nào á, nó quan trọng hơn là cái giá. Là lúc đấy là chúng ta được quyết định hết khi chúng ta còn có điều kiện và có cơ hội. Số điện thoại của Việt lần nữa 657 657-259-8008 657-259-8008 Rồi quý vị, nãy giờ chúng tôi đọc số điện thoại 3 lần rồi. Mình biết là nhiều người xem sẽ là những người lớn tuổi. Đôi khi quý vị viết xuống. Không phải chỉ có mà chúng ta mua đất đầu tư không, đất hậu sự thì hồi xưa giờ có cái câu là mua đất rồi chờ, chứ đừng chờ để mua đất. Tại vì đất nó không đẻ ra thêm được, nhưng mà dân số và nhu cầu càng ngày càng cao. Cho nên luôn cả vấn đề hậu sự, nếu mình đã quyết định là mình sẽ an táng, mình sẽ chôn, thì mình đang có điều kiện thời gian, mình nên tự quyết định, đừng chờ tới lúc đó mua. Nhiều khi có tiền mà không mua được miếng đất như mình muốn. Có thêm một cái mà em qua kinh nghiệm em chia sẻ là như vậy. Cái đất hậu sự nó có một cái đặc điểm là, anh nói ví dụ như bây giờ mình mua chiếc xe đi, mình lăn bánh ra khỏi dealer là anh Dũng biết là mình sẽ mất 20% rồi, đúng rồi. Nhưng mà miếng đất này nó không hề cái chuyện đó. Thứ nhất là
nếu như mà mình có ý định, mình nghĩ tới thôi, mình cứ mua đi, mua xong mình hãy suy nghĩ. Rồi. Tại sao em nói vậy là tại vì thứ nhất là nó có cái chính sách cho mình cancel. Ừ. Không có bao lâu tiền. Bao lâu mình cancel? 30 ngày ha. 30 ngày. Đầu tiên là 30 ngày trước. Rồi. Sau đó nếu như mà quá 30 ngày đó mình muốn cancel ha, thì mình hoàn toàn có thể coi như là yêu cầu refund lại, không có mất tiền. Bây giờ nếu như mà sau 30 ngày đó vẫn được refund. Dạ. Thì mình sẽ nói những cái lý do chính đáng thì mình sẽ được refund, còn không refund thì nó cũng credit lại cho mình. Nói chung là mình không có mất tiền. Rồi. Rồi bây giờ em nói ví dụ như sau 1 năm, 2 năm đi mình không muốn nữa, thì anh Dũng biết cái vấn đề gì sẽ ra không? Là giá đất lúc đó nó đã lên. Nó lên rồi. Thì mình không, mình không, mình sang chuyển nhượng lại, mình vẫn có lợi, có lợi. Cho nên là hả, cái đất hậu sự có một cái đặc điểm là hả, mình đừng có suy nghĩ giống như là đắn đo mua một chiếc xe mà mình mua mà mình suy nghĩ vẫn không có vấn đề gì hết. Đó. À, việc nói thì anh cũng hiểu, nhưng mà người Việt Nam mình thì nó cũng có cái văn hóa là họ không có muốn kiếm tiền đồng lời từ trên cái sự mà mất may mắn của người khác. Chẳng hạn như giờ tôi mua rồi, giờ tôi chờ nó lên rồi mấy mốt người nào cần tôi bán lại. Chỉ có cái những người họ thay đổi ý định, có nghĩa là lúc đầu tôi có suy nghĩ như thế này, bây giờ tôi không còn cái nhu cầu đó nữa, hoặc là cái số tiền tôi dùng mua đất bây giờ tôi có thể dùng số tiền đó tôi lo, vì tôi còn sống mà bệnh nhiều quá tôi cần tiền để lo bệnh, hoặc là con cái tôi đang học, tôi muốn dùng số tiền đó lo cho này kia, chứ họ không nghĩ tới là tôi bán để kiếm lời. Thì đó là anh biết là cái văn hóa người Việt là như thế. Anh nói rất đúng, và thật ra cái ý hồi nãy cũng không phải là khuyến khích người ta kiếm lời nha, mà là thật ra trong công ty chính sách là không có khuyến khích cái chuyện mua đi bán lại đâu, không có, gần như là không cho luôn đó. Còn cái chuyện mà giống như là mình sang cho cái người thân bạn bè mình, cái đó là một cái giống như là một cái quyền thôi. Đúng rồi, anh biết có, anh biết có chuyện đó nữa là có những người mất sau đó họ kiếm đất không có, họ nhờ người quen biết sang lại cho họ, họ năn nỉ nữa là khác. Cho nên thành ra em nói hoàn toàn đúng. Lý do anh nói là anh không muốn khán giả nhiều người xem nghĩ là mình đang kiếm lợi ở trên cái sự mất mát của người khác. Vì cái văn hóa người Việt Nam mình là họ rất tối kỵ cái vấn đề đấy, cho nên mình nói cho nó rõ là mình không phải mua vì mình chờ kiếm lời từ đấy, nhưng nếu sau này mình đổi ý thì mình không có bị mất mát gì ở cái miếng đất đấy. Đó là như này. Chính xác, anh nói rất đúng luôn. Cái ý của em á là mình mua mình không sợ bị mất mát, có nghĩa là mình không sợ nó bị tụt giá, bị giống như là mất giá trị, mà mình mua và mình rất là an tâm. Rồi. Tất nhất là mình sẽ lấy lại được những gì mà mình ấy, nếu mà mình thay đổi ý định. Rồi bây giờ mình tới cái khu niche rồi chưa? Dạ, mình đây rồi phải không? Rồi. Cái khu này nằm ở ngoài vẫn dọc theo đường Bosa, đúng không? Chúng ta đang theo bước của chuyên gia tư vấn hậu sự của Westminster Memorial tại khu vực của người Việt ở Bosa, quận Cam. Anh Việt, em dẫn anh đến đây để cho mình quan sát, có cái tầm quan sát nó rộng hơn. Anh nhìn thấy cái bức tường màu đỏ đó. Nó kéo dài từ bên đó, anh thấy không? Nó kéo dài qua tới bên đây. Rồi. Tất cả những cái này là những cái học. Những cái học đó hết. Dạ. Đó thì nếu mà mình hỏa táng thì cái hũ tro của mình nó có thể để trong những cái hộc này. Vâng. Đó. Nhưng mà anh thấy những cái hộc còn trống rất là nhiều, những cái này nó lâu chưa? Nó có lâu chưa mà tại sao còn trống nhiều? Có lâu rồi, và một thông tin cho anh biết là tất cả những cái hộc mà trên cao á, hàng cao nhất á là không còn. Mua hết đã rồi, mua chỉ hết chưa rồi. Sử dụng thôi. Rồi cái hàng thứ hai á thì hiện giờ chắc còn khoảng 30 mấy 40 cái học thôi, còn rồi. Là cũng mua hết rồi. Còn cái hàng thứ ba thì cũng có người mua. Anh thấy như cái khu vực cái tường đầu tiên là sử dụng nhiều nhất rồi đó. Dạ. Chắc là hồi xưa mới xây lên là họ mua nhiều nhất cái đấy. Rồi sau đấy cái tới cái không thấy gì, nhưng mà đã mua hết rồi đó. Mua hết rồi đó. Dạ. Chỉ có chưa sử dụng thôi. Sử dụng thôi. Một cái học như vậy thì giá bao nhiêu em? Dạ hiện giờ là 8.495 đồng. Cho một cái. Và có thể sử dụng cho hai người, nếu mình muốn hai người thì mình trả giá trước. Dạ. Để sau này mình đưa người thứ hai vào đấy không bị mất cái... Riêng cái khu này em có thể kiểm tra. Tại vì á, hồi nãy em chia sẻ với anh á, là người thứ hai là 50% á, là nó cũng sẽ tùy khu thôi. Đúng nhưng rồi. Mà riêng cái khu này người thứ hai á, chỉ có 1 đô thôi.
Ồ, vì khu này là đặc biệt như thế. Dạ. Là người thứ hai vào đây là chỉ có một đô thôi. Dạ vâng. Còn những cái khu kia là người thứ hai là 50%. Dạ, tại sao nó đặc biệt vậy? Cái đó em không biết, cái đó chính sách công ty mỗi ngày đưa xuống. Và nằm trong này có phân biệt tôn giáo gì không? Hay là không. Người chỉ là người Việt hết? Dạ. Vô đây là người Việt hết? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là sẽ có đồng hương trong này, không sợ cô đơn. Dạ. Vô đây thì không phân biệt công giáo gì cả, phải không? Anh thấy, chào chị. Đấy. Thì nhiều khi mình nằm trong cái học nhưng mà nhà hàng xóm Tết rồi này kia cũng trang trí tưng bừng. Dạ. Mình cũng ăn tiệc ké theo. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Nếu mà con cháu mình nó xa quá, nó đi làm nó không về được, mình cũng không có thiếu hương hoa đồ này kia. Dạ. Và cái không khí. Dạ. Thì chúng ta thấy đây đây thì việc nói là cái học ngăn ở trên hết rồi, đã hết rồi. Dạ. Hàng thứ hai thì còn nhưng mà học trên là hết rồi đấy, chưa có nhu cầu dùng tới thôi. Nhưng mà vẫn còn đấy nha. Khu vực này rất là yên tĩnh, thì 8.500 Và tất cả những giá em đưa là chưa có giảm giá. Được. Rồi, còn cái người thứ hai sẽ là 1 đô thôi. Dạ. Ví dụ chúng ta dự trù là bố mẹ mình sẽ đưa vào một cái học như thế này để cho con cháu tìm tới. Dạ. dễ thăm. Dạ. Càng tiện cho con cháu mình thì nó càng có cái phương tiện để nó đến thăm mình thôi. Tại vì khi mình mất rồi thì mình là cho bụi rồi. Nhưng đôi khi con cháu mình vẫn nhớ tới mình. Người ta sợ nhất là gì? Trở thành lãng quên. Không ai sợ chết hết. Dạ. Nhưng mà trở thành mình lãng quên. Dạ. Thì đây là một cái phương tiện là mình để cho con cháu mình không có quên mình. Nó tới thăm bình thường, ví dụ 1 năm tới 2 lần thôi. Dạ. Còn hơn là mình ở chỗ xa vắng quá, mấy năm nó mới có cơ hội nó tới. Dạ, đúng. Dạ, đúng. Thì đó là cái điều mà Dũng gửi đến cho mọi người suy nghĩ đây. Những cái bức tường này mà có những cái học này là như Việt nói là 8.400. Và cái người thứ hai vào đấy thì sẽ 1 đô. Có nhiều học là có 2 người chưa em? Anh thấy và xa xa có kìa, có 2 người. Dạ, đấy. Đúng rồi. Dạ, đấy, ông ở trên, bà ở dưới đấy. Bên kia cũng ngay cái chỗ đấy. Thì anh cũng thấy đó là cái hoa vàng cắm là có 2 người rồi đấy. Dạ. Là họ tính trước như vậy rồi. Dạ, theo thống kê cho thấy đó, nếu mà bà mất trước thì ông sẽ đi sau rất nhanh. Dạ. Còn nếu mà ông mất trước thì bà sống lâu hơn. Dạ. Tại sao? Bà sống cho con cái. Dạ. Cho cháu em nhiều em, hơn. Dạ. Còn ông thường thường sống là vì bà. Dạ. Cho nên khi bà mất thì cái tinh thần và cái sức khỏe ông chừng một thời gian là ông đi theo. Dạ, vâng. Thì cái điều này nghe nói ra anh thấy anh hơi, anh chọn đi trước là vậy. Dạ. Anh nói với chị rồi, ký xuống là anh đi trước, anh không để đi sau. Dạ. Cho nên thành ra anh cũng biết rồi, vợ mà mất rồi thì sức khỏe của người đàn ông sẽ đi theo, đi xuống nhanh lắm. Dạ. Là họ cũng nói là theo khoa học, theo bên bác sĩ họ cũng nói là tại vì ông thường thường sống với vợ lâu năm thì cái sức khỏe, cái tinh thần mình nó gắn liền với vợ. Ít có gì con gì cháu. Còn dạ. bà thì vì con cháu nhiều. Thí dụ ông có mất thì bà vẫn cố gắng sống vì dạ. con cháu gia đình. Nó giữ cái tinh thần của bà thì cái sức khỏe nó không bị tụt xuống như ông. Dạ. Cho nên thành ra thấy ở đây là bà mà mất rồi thì ông đi theo nhanh lắm. Dạ. Đó. Thì đó cũng chia sẻ. Thì hôm nay thì gửi đến cái thống kê thì Việt cũng xác nhận cái điều này. Có nghĩa là những nhà mà bên nhà y đó họ báo cho mình là họ có cơ sở hết. Dạ, đúng. Dạ, Dũng gửi đến cho các ông lúc mà sống thì phải sống cho sao cho nó tốt. Để mà sau này mình có nằm xuống vợ con lo cho đầy đủ mà mộ yên mã đẹp. Quá quá yên tĩnh. Mà chỉ có câu mà Dũng không dùng được mà Việt nó dùng là vui. Ở trong này có vui. Cũng giống như là cái những người mà họ làm gì quen rồi đó thì cái đây là cái nó không phải là cái nghề nữa, nó là cái nghiệp. Người ta nói nghề mình chọn nhưng mà nghiệp thì nó chọn mình. Cái chuyện gì, cái lý do gì mà khiến em làm cái nghề này? Nó cũng là vô tình thôi anh. Thì em giống như là em cũng mới qua từ Việt Nam qua đây 5 năm thôi. Dạ, mới có vừa quốc tịch thôi. Thì em chúc mừng em. Dạ em cảm ơn anh. Thì em giống như em cũng đăng. Nhưng mà trước đó khi ở Việt Nam em làm nghề gì? Em làm về marketing cho ngân hàng. Rồi. Dạ. Qua đây làm marketing mà dạ. lĩnh vực khác. Dạ vâng. Thì em gọi là em đăng cái resume của em á, xong rồi công ty cái manager người ta thấy, người ta gọi. Thì thực sự á, đối với em lúc đầu á, em làm marketing ở Việt Nam cũng rất là lâu rồi. Thì tới em cái em nghĩ á, lúc đầu thôi nha, em chưa biết cái này. Em cũng chưa bao giờ làm mua bán cho cái lĩnh vực này luôn. Thì em thấy kiểu nào mình cũng có thể làm được. Dạ, tại vì những cái kỹ thuật hay là những cái kiến thức nó cũng tương tự nhau. Nhưng mà càng làm á, thì em lại càng thích cái công việc này. Và tại vì á,
em lúc đó em không nghĩ mình giống như một người sale nữa, một người bán hàng nữa, mà giống như là một cái người gọi là tư vấn, tìm cùng với gia đình tìm ra được cái giải pháp. Cái cảm giác mà ví dụ như á, em nói ví dụ như ngày hôm qua đi, anh nói với anh gọi điện cho em, anh nói là anh muốn tìm cái niche như thế này kia đi, em về em có chuẩn bị sẵn lấy em sẽ gửi cho vâng. Anh là những cái khu nào, giá nó như thế nào, rồi nên làm cái gì. Thì á, có những gia đình á, nếu như họ chia sẻ với mình những cái mong muốn của họ, và khi mà mình tìm ra được cái đáp án mà mình anh có thể cảm nhận được là họ rất là vui luôn á. Em nói thật là mua cái này nhưng mà họ vui nha, chứ không phải là họ buồn đâu. Đó, thì những cái lần đó thì em cảm thấy là cái công việc này em rất là yêu thích. Rồi, anh hiểu. Rồi, cái khu này, và một phần nữa thì anh nghĩ là mình giúp cho mọi người ở trong cái thời khắc mà họ cần mình nhất. Thì mình ngoài cái đồng tiền ra, mình xin nhai, mình cảm thấy là mình làm được một cái điều tốt. Và nhất là em giúp cho những người nằm xuống nữa. Người ta nói cái câu là mình qua mặt được người sống chứ mình không qua mặt được người chết. Mình làm việc nó phải có tâm. Và mình làm đúng theo cái tâm mình đó, thì họ sẽ phù hộ cho mình. Cho nên anh nghĩ là phải có cái yếu tố tâm linh nếu mà em vô đây. Dù cho em làm marketing ở Việt Nam, qua đây cũng là một trong những cái hình thức marketing. Nhưng mà nó khác cái lĩnh vực, cho nên chúng ta cần phải đặt tâm. Thì anh nghĩ là cũng có một cái điều gì đó, cái số phận của em chỉ cho em tới giai đoạn này là em lại đi vào cái lĩnh vực này. Nếu mà sau này em càng thành công thì anh nghĩ là em là người làm có tâm và em được cái sự phù hộ của những người mà em đã giúp. Đúng. Em nghĩ cái đó là cái gọi là cái nhận xét chính xác đó. Em nghĩ là cái công việc nó sẽ thể hiện mình cái chuyện đó. Và hôm nay thì Dũng cũng muốn khép lại cái cuộc mà chúng ta đi thăm cái nghĩa trang của người, phải nói là người Mỹ, nhưng mà ở đây người Mỹ gốc Việt mình nằm ở đây rất là nhiều, và có một nhân viên người Việt là Việt, tên Việt luôn. Và số điện thoại của em là 657. Số điện thoại em là 657-259-8008. Rồi, cho một cái việc hậu sự mà thật sự là khi mà mẹ Dũng không còn, hoặc là khi bố của Phương không còn, thì bắt đầu chúng ta nghĩ tới, thì hiện giờ là mình đang lo cho chuyện cho mình, cho bản thân mình, cho vợ mình, để mình không còn là gánh nặng cho con cái mình sau này. Thì nếu mà quý vị nào có cái nhu cầu này thì gọi cho Việt và đến đây đi một cái, chúng ta có thời gian, nhiều khi chúng ta ghé bô xa chơi thôi, ai cũng ngại, nhưng mà đây là một cái việc mà chúng ta nói đó, là miễn chúng ta nghĩ tới, chúng ta nên lo, đừng nghĩ tới rồi gác nó qua một bên để một ngày nào lo không kịp nữa hoặc không còn điều kiện. Chứ đừng nghĩ tới vấn đề xui xẻo, hay là thường thường là vậy, là chúng ta lo về sức khỏe thì thường thường sức khỏe của ta sẽ ổn hơn là những người không quan tâm tới sức khỏe. Họ nghĩ là không bao giờ xảy ra với tôi, thì lúc đấy là họ sẽ không bao giờ học được chữ ngờ. Thì hôm nay Dũng hy vọng là ở trong một tiếng vừa qua, một phần nào gửi đến những cái hình ảnh của cái nơi yên nghỉ của người Mỹ gốc Việt của mình ở tại cái khu Bosa, khu mà chúng ta gọi là thủ phủ của người Việt ở tại hải ngoại, và một nhân viên người Việt làm việc rất có tâm. Hy vọng là quý vị liên lạc để schedule một cái tour hay là những cái chuyện hậu sự liên quan tới gia đình hoặc là cho bản thân mình. Quý vị nào có những cái thông tin, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm gì, xin góp ý, và xin gửi lời cảm ơn quý vị Dũng Taylor, cảm ơn Việt và cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình. Xin kính chào. Xin chào. Xin cảm ơn anh Dũng và khán giả của anh Dũng. Xin chào.